Minna san konnichiwa, là ramen Japan nha. Như đã thông báo trước đó là Hội Japan Việt Nam Festival sẽ trở lại ngay với các bạn đây. Cùng Japan nha, điểm qua những điểm thú vị không thể bỏ qua tại là Hội vào ngày 25-26 tháng 2, 2023 nhé. Từ các chủ đề nghệ thuật, văn hóa, du lịch cho đến ẩm thực và các trò chơi truyền thống Nhật Bản, đảm bảo khiến các bạn phải thích mê. Wow, đêm âm nhạc Việt Nam, Nhật Bản còn quy tụ dàn nghệ sĩ hot hit đến từ cả Việt Nam và Nhật Bản nữa kìa. Đặc biệt là họ nhảy Bon Odori là một phần không thể thiếu tại lễ hội Japan Việt Nam Festival đó, bạn đã từng thử chưa? Nhưng những món ăn Nhật Bản của hơn 30 tiệm ăn nổi tiếng cũng đủ khiến các bạn thèm thuồng phải không nào? Và vô số hoạt động thú vị khác đang chờ các bạn đến khám phá. Mọi người hãy cùng đón chờ và đến đây chung vui cùng Japan ăn nhé. Nhào. We'll be right back.